À, chị ơi mình cần mở xe hả chị? Không, đang đang nhậu tự nhiên thấy xe mình ở đây xong rồi quên chìa khóa xe. Được khách thuê đến mở khóa cửa xe, chàng trai suýt bị cuốn vào trận bắt ghen của đôi vợ chồng. Mới đây trong lúc đang nằm chiêu chiêu ở nhà thì anh thợ sửa khóa được một người phụ nữ yêu cầu đến một khách sạn để mở giùm khóa cửa của một chiếc xe ô tô với lý do chị để quên chìa khóa trong xe. Tuy nhiên với kinh nghiệm và trải nghiệm, anh thợ khóa đã loáng thoáng nhìn ra được ngọn nguồn của sự việc, cũng như đồng thời đoán biết được không có chiếc chìa khóa nào ở trong xe. Theo chia sẻ ban đầu của chị vợ, do đã uống sương sương ở một quán nhậu gần đó, nên trong cơn say ngà ngà, chị vợ đã vô tình nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc của mình, mà người chồng yêu quý báo cáo rằng đã mang đi công tác. Rồi, ok chị. Ok không? Nè, ca căn cước nha, chị gửi hết đầy đủ nha. Dạ rồi. Quên không? Đâu đó mới rõ ràng để tội nghiệp không? Không, đang nhậu tự nhiên thấy xe mình ở đây xong rồi đi quên chìa khóa xe. Thật. Quay lại đi. Trực giác của người vợ mách bảo rằng có thể chồng mình đang nằm cùng với cô em gái xã hội nào đó, nên chị quyết định gọi thợ khóa đến mở cửa cho chị lấy xe về. Sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh chủ và một số nghiệp vụ cơ bản ban đầu của anh thợ khóa, cửa xe chuẩn bị được mở ra thì bất thình lình bảo vệ đến hỏi thăm. Nhưng mà không, sau khi tháo cái nắp ra nè, lúc này là bắt đầu mình bấm bi nha, để mình mở cái cửa này ra. Nhưng mà hỡi ôi, mới bấm được có mấy cái à. Ôi, có chị, giấy tờ xe của chị, cho lấy xe về. Chào em, chúc em không biết xe chị ra. Không, giờ chị chúc mình cho xe nè, em cho công an ra, ok không, kêu công an không? Nè, chứng minh nè, gọi gàng nè, phải xin lỗi nè. Ok, gọi chiếc xe này, không mấy giờ, chị cho công an lại. Nè. Quen từ từ. Rồi, chị cho xe xuống. Sau vài câu trao đổi nhẹ nhàng, mọi người đã cùng dìu nhau đi thẳng lên phòng của anh chồng để giải quyết vấn đề. Chỉ để lại một mình anh thợ khóa ở lại một mình bơ vơ. Về thì không nở mà ở cũng không đành. Tranh chấp là phải dừng. Vì sự việc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Đúng rồi, tranh chấp là nó ấy lắm anh. Cứ dừng cái đã. Xe em, khách của em gửi em con. Ý là khách đang ở đây hả? Đúng rồi. Đúng rồi, cái này cứ để gia đình giải quyết xong cái đã. Tới lúc này thì các bạn hiểu rồi đúng không? Thiệt là tôi cũng xu lé lắm mới dính vô mấy cái ca này. Vừa mới xong cái vụ két sắt Euro là bụp liền cái này luôn. Tôi không có hiểu gì hết trơn á, tôi chỉ hiểu là chị chạy lên trên chị combat rồi. Bây giờ ở đây ai lo cho tôi? Ai lo cho tôi, ông cố ơi. Nhiều người sau khi hồi hộp dõi theo diễn biến của sự việc đã tỏ ra vô cùng bức rứt vì chiếc video dừng lại ở ngay đoạn gay cấn. Thậm chí nhiều người còn đề nghị anh thợ khóa phải đăng tải thêm phần 2, màn 2, cảnh 2, phần tâm đắc nhất để bà con có thể cùng nhau lót dép hóng toàn bộ câu chuyện. Chỉ có một số ít mọi người bày tỏ sự thương xót cho anh thợ khi nửa đêm canh ba phải bật dậy đi làm, nhưng tiền công tiền cán thì chẳng thấy hồi âm. Một số bình luận được mọi người để lại: anh lên phòng chung luôn đi, còn một ổ khóa nữa đang chờ anh mở đó. Chồng thì đi qua đêm ngoài khách sạn, vợ thì đi nhậu tới gần sáng cỏ ngoài đường, gia đình ấm êm hạnh phúc quá. Tôi nghĩ là do xe này là gắn định vị rồi, bà vợ tìm đến để bắt gian thôi, nên mới lấy lý do là đi ăn khuya đó, hay gặp mấy trường hợp như này lắm. Anh phải lên quay hết toàn bộ cảnh sau á thì mới viral được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.